Ăn mì gói nha mọi người. Mì chua cay rất là ngon. Mì chua cay này là với của Việt Nam, của Thái Lan, rất là ngon. Thái Lan xuất khẩu sang đây, rất là ngon, mì chua cay nha mọi người. Ngon thiệt. Ngon thiệt chứ không phải ngon giả. Mì chua cay của Thái có để sả trong đây nè, rất là thơm. Ngon lắm mọi người. Lâu lâu ăn mì gói rất là ngon. Chua và cay có rất ngon. Ngon thật. Ăn đỏ mồ hôi luôn. Ngon quá. Nhưng mà quá cay. Cay không thể tưởng tượng luôn. Bởi vì buổi trưa đi ra ngoài ăn nó nắng quá làm biến đi. Thôi nấu mì ăn cho rồi. Thằng có một mình thì phải chịu. Ngon quá. Giờ này giờ trưa, đúng 12 giờ rưỡi, ăn về mọi người mới nhìn thấy mới thèm. Mọi người biết là ăn mì rất là dễ ăn, mọi lúc mọi nơi, giờ nào ăn cũng được. Mà lâu lâu ăn lần rất là ngon, mà ăn hoài thì nó ngán, không có dinh dưỡng. Nhưng lâu lâu ăn lần ngon lắm. Nóng mà đổ mồ hôi. Hết rồi. Ngon lắm mọi người. Có miếng nước sốt hả? Ngon. Cảm ơn các bạn.